Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thị xã Quảng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2 năm 2014. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014, Quảng Yên đạt 99,32% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi gia cầm sinh sản an toàn sinh học. Lữ đoàn 147 Hải quân, Hội Phụ nữ xã Hoàng Tân ra quân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là ghi nhận của phóng viên về hiệu quả phát triển kinh tế vườn đồi ở phường Đông Mai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2014. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 90 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ các xã phường trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 6 ngày học tập từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, các học viên sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 9 chuyên đề chính là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta, chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014 đã chính thức được các trường công bố. Quảng Yên là một trong những địa phương đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất nhì của tỉnh Quảng Ninh với 99,32% đỗ tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thị xã Quảng Yên có trên 1.940 thí sinh dự thi tại 6 hội đồng thi. Cùng với các thí sinh trong cả nước, sau 3 ngày diễn ra kỳ thi, các thí sinh đã hoàn tất chương trình dự thi theo đúng quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế hay vụ việc nào đáng tiếc xảy ra. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của thị xã đạt 99,30%, trong đó hệ giáo dục thường xuyên là 99,35%. Tính chung cả hai hệ, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,32%, trong đó có 15 em đạt loại giỏi, có 264 em đạt loại khá, có 3 trên 6 trường hợp đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp là trường Trung học Phổ thông Minh Hà, trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự và trường Trung học Phổ thông Yên Hưng. So với năm học 2012-2013, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay tăng 3,19%. Kết quả trên sẽ là tiền đề để các em bước vào kỳ thi đại học cao đẳng tới. Ngày 23 tháng 6, tại thị xã Quảng Yên, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi gia cầm sinh sản an toàn sinh học. Dự lớp tập huấn có đồng chí Vũ Thị Thoa, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Ninh. Tham gia lớp tập huấn có 30 cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông đến từ 5 địa phương: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ và Hạ Long. Tại đây, các học viên được nghe giảng viên trao đổi một số kiến thức như kỹ thuật chăn nuôi gia cầm đẻ trứng, nguy cơ và các biện pháp chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, phòng và trị một số bệnh trong chăn nuôi gia cầm, tiến bộ kỹ thuật mới và việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học. Ngoài ra, các học viên được thực hành về làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 là dịp để cán bộ, cộng tác viên khuyến nông trong tỉnh giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, từ đó vận dụng vào sản xuất và phát triển kinh tế ở địa phương. Để góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra, ngày 21 tháng 6, Hội Phụ nữ xã Hoàng Tân phối hợp với Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 147 Hải quân ra quân bê tông hóa tuyến đường giao thông thuộc thôn 2 xã Hoàng Tân. Thực hiện chuyên đề vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng đường thôn khu ngõ xóm trên địa bàn thị xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoàng Tân huy động hơn 50 chị em phụ nữ cùng với 20 chiến sĩ tiểu đoàn 3 lữ đoàn hải quân 147 tiến hành thi công bê tông hóa tuyến đường có chiều dài 200 m nối liền thôn 2 và thôn 3 xã Hoàng Tân. Tuyến đường được thiết kế theo đúng tiêu chí nông thôn mới, rộng 3,5 m, bề dày 20 cm với tổng đầu tư trên 70 triệu đồng, đóng góp của nhân dân và nhà nước hỗ trợ 24 tấn xi măng. Trước khi là chưa làm thì cái tuyến đường này rất là đi lại rất là vất vả, khó khăn.
nhất là về mùa mưa thì thường xuyên bị lụt. Con em chúng tôi đi học trường hoàn toàn phải đi nội thôi. Thế nhờ sự động viên của hội phụ nữ nên là chúng tôi đã góp tiền của công vào để làm tuyến đường này. Tôi nghĩ là sau khi làm xong tuyến đường này sẽ đem lại thuận lợi sinh hoạt cho chúng tôi. Thì hội phụ nữ xã là cùng với phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong địa phương tham gia vận động hội viên phụ nữ và nhân dân cùng tham gia xây dựng đường thông tin mỗi xóm. Thì trong năm 2013 thì là hội phụ nữ xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân làm được 11 tuyến đường, tổng chiều dài là hơn 1.300 mét. Và từ nay đến cuối năm thì là hội phụ nữ xã là tiếp tục phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể cùng tham gia vận động nhân dân làm những tuyến đường còn lại. Là đơn vị đứng chân trên địa bàn, Lữ đoàn Hải quân 147 đã cùng với nhân dân địa phương thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế chính trị. Nhiều tuyến đường, nhiều công trình đều có sự góp sức của các chiến sĩ lữ đoàn. Đối với tôi là một chiến sĩ đang công tác ở độc quân trên địa bàn Quảng Yên, chúng tôi ý thức rất là rõ về cái việc là xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu yêu cầu của cái xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thị xã Quảng Yên tốt đẹp hơn và đặc biệt là cái địa bàn dân cư trên đồng quân càng thêm vững mạnh, tạo mối quan hệ tốt giữa quân và dân và tạo được những tình cảm tốt đẹp giữa bộ đội và địa phương nơi đóng quân. Dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Phụ nữ xã Hoàng Tân đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã phát động và đạt hiệu quả cao, điển hình như cuộc vận động hội viên đóng góp tiền và ngày công xây dựng nhiều tuyến đường cùng chung tay giúp chị em phụ nữ thoát nghèo, thành lập tổ phụ nữ thu gom rác thải, giải quyết được vấn đề về môi trường. Thời gian qua, để góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã quan tâm chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức các nhiệm vụ theo chuyên đề, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp, cán bộ hội viên gắn bó với nhau, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế vườn đồi là một trong ba khâu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Những năm qua, thị xã đã tập trung khai thác các nguồn lực đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế mô hình kinh tế vườn đồi trang trại nhằm tạo bước chuyển đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận tại phường Đông Mai. Gia đình ông Phạm Văn Cát ở khu phố Tân Mai có trên 2 hectare đất vườn đồi. Trước đây trên phần lớn diện tích này, ông đều trồng cây vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang. Nhưng chi phí đầu tư chăm sóc cây vải lớn mà việc tiêu thụ quả vải gặp khó khăn, hiệu quả kinh tế không cao. Thực hiện chủ trương của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình ông đã mạnh dạn cải tạo lại diện tích vườn đồi, đưa vào trồng các giống cây ăn quả có giá trị hàng hóa như cam đường canh, bưởi đỏ, bưởi diễn. Mặc dù mới chỉ đưa vào trồng thử nghiệm trên 300 cây, nhưng các cây trồng này bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Một cây bưởi đỏ có thể cho thu hoạch trên dưới 100 quả, xuất bán vào đúng dịp Tết với giá trung bình 100.000 đồng một quả. Như vậy, mỗi cây bưởi cũng đạt doanh thu trung bình từ 7 triệu đến 8 triệu đồng. Thấy được việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của gia đình ông Cát cho hiệu quả kinh tế, nhiều hộ đã học cách làm theo. Đến nay trên địa bàn phường đã có 5 hộ cải tạo vườn tạp để trồng cam đường canh và bưởi đỏ với tổng số cây đưa vào trồng gần 1.500 cây. Gần đây cái cây vải nó không có hiệu quả, cho nên các hộ gia đình cũng rất băn khoăn, coi như không biết là chuyển đổi gì. Vừa rồi chúng tôi coi như đã đi tham quan và coi như học hỏi coi như cái cây cam đường canh và cây bưởi diễn bưởi đỏ để về coi như đưa về để trồng. Hiện nay coi như chúng tôi đã triển khai coi như ở coi như các cái gia đình và bản thân tôi cũng coi như trồng 200 cây cam đường canh với lại 100 cây bưởi đỏ bưởi diễn và hiện nay coi như đã có 5 gia đình trong coi như toàn xã đã triển khai trồng cây cam đường canh và cây bưởi diễn, cây bưởi đỏ, cây bưởi da xanh. Nói chung là coi như hiệu quả cũng đã mang lại coi như ban đầu là coi như đã có triển vọng. Trước đây nhà tôi thì trồng vải thiều thế nhưng mà bây giờ tiêu thụ nó khó khăn lắm. Thì coi tôi phá đi là tôi thay bằng các cái loại cây có múi và đặc biệt là cam canh, bưởi diễn, bưởi đoan hùng. Thế rồi tôi đang hướng tức là tôi đang nhân thử cái giống bưởi da xanh. Thì đây là những cái loại quả mà coi cái khả năng tiêu thụ là nó tốt hơn. Thế còn cái khâu thứ hai tức là cái khâu về chăm sóc trồng thì coi
chúng tôi cũng phải học tập, tức là theo cái hướng dẫn của khuyến nông để trồng trọt để cho nó đúng thời vụ. Cái thứ hai là coi như là về cái cây cam, cây bưởi này thì coi cái tầng đất là phải sâu. Cái thứ hai là coi mương máng là phải lên cao thoát nước. Đấy. Cái thứ ba tức là phân thì coi phải hoài mục, đặc biệt là sử dụng các cái phân chuồng. Thế còn cái cây bưởi, cây cam, cây có múi này thì sâu bệnh nó cũng nhiều. Thì chúng tôi phải rất chú ý đến cái việc phòng trừ sâu bệnh. Đấy. Đặc biệt là cái bệnh vàng lá của cây cam, cây bưởi thì nó nếu mà để xảy ra thì cái hại của nó là rất lớn. Cho nên là tôi đã trồng trước là ổi. Đấy. Cho nên là cái cây ổi này thì nó có tác dụng là xua đuổi thế còn dày trồng cánh đi thì nó hạn chế được cái ruồi vàng. Đấy. Thì đấy là một cái khâu rất quan trọng mà nhiều người không để ý thì dễ thất bại cái chuyện này. Toàn phường Đông Mai có trên 130 ha diện tích đất vườn đồi. Không chỉ thực hiện cải tạo vườn đồi để trồng cây ăn quả, nhiều hộ nông dân ở phường còn kết hợp đầu tư mô hình chăn nuôi trang trại với trồng cây ăn quả và cây lấy gỗ. Trong tổng số 112 hộ phát triển mô hình kinh tế vườn đồi trang trại ở phường, trung bình các hộ đạt thu nhập từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng một năm. Để đạt được kết quả này, các hộ nông dân ở phường đã biết lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp để phát triển các mô hình kinh tế dựa trên điều kiện riêng của từng hộ gia đình, từ đó từng bước đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Từ khi trồng cây ăn quả, xét thấy cái hiệu quả kinh tế không được cao, tôi đã chuyển sang cái việc vừa trồng cây ăn quả lại vừa chăn nuôi, thì xây dựng cái trang trại trên một cái diện tích nhất định. Sau đó cái số diện tích còn lại là tôi vẫn duy trì cái cây ăn quả và chuyển một số giống cây mới có cái giá trị kinh tế cao hơn giống cây cũ. Còn về vấn đề chăn nuôi thì gia đình tôi chăn nuôi cái gà thương phẩm hàng năm là cho ra được từ 4 đến 5 lứa gà, mỗi lứa có được từ 18 đến 20 tấn. Thì hiện nay thì đối với Đông Mai thì đã có một số hộ tham gia cải tạo vườn tạp để trồng cây. Thế để khuyến khích các cái hộ dân vậy là trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao và có giá trị hàng hóa thì địa phương xây dựng một cơ chế hỗ trợ một phần cái vốn đấy để mà động viên nhân dân đấy, để nhân dân phải đưa cái mô hình cái cây này vào để phát triển để sau này có hiệu quả cho nhân rộng ra. Thế mà để phát triển cây ăn quả thì kết hợp với cây ăn quả thì có chỉ đạo đối với nhân dân là kết hợp là cái trang trại gia trại để kết hợp là chăn nuôi đàn gia súc gia cầm hoặc là nuôi đàn gà thả vườn để kết hợp để có hiệu quả kinh tế cao để tạo điều kiện cho người dân có công ăn việc làm, tăng cái thu nhập mà tăng cái đời sống. Việc mạnh dạn triển khai các mô hình kinh tế, đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa có chất lượng dựa trên thế mạnh của vùng đất kết hợp với sự hỗ trợ thiết thực của chính quyền địa phương về vốn, kỹ thuật. Mô hình kinh tế vườn đồi trang trại của phường Đông Mai nói riêng và các xã phường trên địa bàn thị xã Quảng Yên nói chung đang ngày càng phát triển theo hướng bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Quảng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.